tháng 7 âm lịch rồi. Với lại trời bắt đầu mưa khá là nhiều. Nấm tràm sẽ dễ xuất hiện. Theo như kinh nghiệm là những tháng này là có nấm tràm. Hôm nay thì mình sẽ tiến hành bắt đầu đi hái. Sáng hôm nay hai cho con đi hái này. 4 cái. 5 cái luôn. Chỗ này đất quá trời. Mưa lớn quá, nó tồi đất. Dừng bước quá. Nãy thêm đi mấy giờ? Mấy bạn chắc mà mờ sáng giờ mới 7:30 à. Mấy bạn xuống núi. Trời ơi, nóng đã. Giờ con mới đi hái không biết khi nào cũng đầy bịch rồi. Chắc cũng phải tiếng hồ á. Rồi chỗ nào bà? Trên kia ấy. Rồi rồi để con. Rồi ơi, thấy rồi, thấy rồi. Mình lên đã lắm nha. Lên coi. Bên đây thì keo non hơn. Ôi, đây là cái đầm cành nha. Để từ từ. Cho đã. Đây. Hai cái. Bà ở dưới luôn nha cho bà ở dưới luôn. Thả luôn lanh xuống. Đây, trí lên trọt á. Trời đất ơi. Nhiều á. Ôi, mẹ ơi. Đã không nghe nha. Ôi, cây nào cây nấy á. Bóng mướt luôn luôn. Bên kia nữa. Đây nè. Góc kia nữa. Thấy không cây này. Trên kia con cây vẫn nè. Nó chút xíu thôi. Chừng nó có chút xíu xíu. Cái này nó đỡ. Dưới thì đất nó nhiều quá. Ủa, cái vỏ đâu của ai? Hai vỏ. Trời đó, bên kia cao thủ, ở đây còn cao thủ hơn nữa. Để thím ba đầy ba kêu về ăn sáng rồi. Tí ba đi hái nữa. Má ơi. Kinh khủng thiệt. Trùng mấy cái này ơi. Đấy. Trời ơi, biết khi nào tí anh hái đầy cái bịch kia. Ở trên đó nhiều à? Không, em cũng rong rong để mình đi nha. Ấy là có nhiều có... quả đầy rách nè. Ờ, cũng cỡ vào nè. Ở đây nữa nè. Đây. Đây, cái hai bỏ đống này. Tí bàn xuống cắt. Buồn ngủ quá trời luôn. À, chỗ ba trở sao? Sùm này. Nghe cái từ sùm là khói à. Con nhỏ con bỏ đóng đóng nè, lại xuống ba cắt. Trời chỗ đây ú ú ghê vậy. Nó trúng ổ mà. Lì lì à. Mấy cái vàng à. Mướt nấm nấm cỡ nhỏ nhỏ rồi mướt anh.
hai cái này. Giờ này coi như là nhập tâm vô nấm luôn rồi. Ủa nè, bên không cái nữa nhiều. Ở đây nó mọc cái nào cái nấy u nằng luôn. Để mắt mình mới thấy luôn. Đây, còn một cây đá. Đây, dưới đây, dàn chi. Trời về hai nửa mà. Đang cái đà sông mà. Ta bên đây á. Ô, nhiều lắm. Thế đến sẽ hết đâu kia nữa nè. Rồi thôi từ từ mình chờ ba mình đã. Mấy tháng con bỏ ra bà xuống bà cắt đóng này như đây đó, đóng như này từ đó trọt hả thì đi đường này nè cha à, ta bà cắt cái đóng này luôn á. Ờ cái nấm này y như cái nấm á à, trời mới nhìn vô. À, mọi người nghĩ thương nấm vậy. Đây. Biết giống nấm gì không? Giống cái nấm ở Đà Lạt á. Nấm gạt bò á. Y luôn, bự. Kinh khủng. Chạm đã. Màu đậm á. Màu đậm. Cái này dễ có 1 ký lắm á. Ánh sáng. Đủ ánh sáng. Thôi, rồi như vậy thì cũng khoảng cỡ hơn tiếng á đi tìm cái ổ này. Cái này ô 5 ký ở đây á. Nặng á. Ba banh ra ba. Banh ra con. Rồi, quay cho cả nhà xem. Đây là thành quả của hai cho con buổi sáng hôm nay. Nói chung là mình vẫn hái chậm hơn người ta nha. Mình còn hái, còn quay phim, còn đủ thứ hết. Hai cho con phải đi cùng một cảnh. Quên, đi cùng một đường. Người quay, người hái. Còn người ta thì người ta chỉ có việc mà cứ ào ào đi hái thôi. Cái đó không sao, cũng không quan trọng. Quan trọng là có thành phẩm là được rồi. Bạch đầy cái bạch cũng 8-7-8 ký. Giờ gần hơn nửa bạch hờ được rồi.
còn ráng nữa. Thôi thôi à, bây giờ thì mình về à, nghỉ ngơi tắm rửa ăn uống à, rồi à, còn phải lo công việc nữa à, có gì à, mình sẽ hẹn à, cả nhà ở video tiếp theo nha. Chiều thì lúc nào rảnh rỗi thì có mấy anh em trong xưởng á à, rủ đi hái tí thì mình sẽ quay tí cho cả nhà xem. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video này à, chúc cả nhà sức khỏe nha. À, xin chào và hẹn gặp lại. Thôi mà tao về rồi nha mày. Nha, về rồi nha. Đi về mà nó cũng chào hàng. À, ấy là chào, bye bye. À, rồi.